Kính thưa quý phụ huynh, thay mặt cho nhà trường, thay mặt cho ban giám hiệu trường Trung học phổ thông Vĩnh Viễn, xin trân trọng kính chào quý phụ huynh tham gia buổi học cuối năm 2018-2019. Chúng ta có nghe là học bạ chỉ quyết định có 30% thôi và đi thi chiếm 70%. Tức là một học sinh bây giờ là ở trường nó học 7 á, tức là nó thuộc cái dạng học sinh tiên tiến đó. Thì khi đi thi ít nhất các em phải được 4 điểm trở lên các em mới đậu. Tức là nó khác xưa rồi. Còn cái thế hệ chúng ta thì nó khác nữa. Thế hệ chúng ta thì cứ đi thi đủ điểm thì đậu, nó không có tính học bạ. Nhưng mà bây giờ thì nó có thêm cái phần đó để tạo điều kiện cho các em thôi. Nhưng không biết sau này nó sẽ như thế nào, thì càng ngày nó càng thay đổi. Thì chính vì cái thay đổi đó, chính vì cái việc học càng ngày càng khó hơn, cho nên tôi muốn tập hợp phụ huynh ở đây để chúng ta suy nghĩ về vấn đề tiếp tục của các em, đặc biệt là các em khối 11, khối 10 chuẩn bị lên trong những cái năm sau này. Và chúng ta sẽ chuẩn bị cho các em, nhắc nhở các em trong vấn đề học một cách tốt nhất có thể, hỗ trợ tối đa trong cái việc các em ở nhà cũng như ở trường. Hiện nay thì khối 12 chúng ta chuẩn bị sau khi nghỉ hè thì các em lớp 12 vẫn học tiếp tục cho đến ngày 27 tây tháng 6 lần thì các em mới bắt đầu chuẩn bị đi thi. Một lát nữa cái vấn đề thi cử thì sẽ trao đổi cụ thể với giáo viên chủ nhiệm lớp 12. Trước đây thì nhà trường lo gần như toàn bộ hết, tức là đưa các em đi, rước các em về. Tức là lớp 12 chúng ta không cho các em nào tự đi cả, nhưng năm nay thì không biết là phụ huynh có quan tâm vấn đề là tự mình đưa đi hay không. Rồi chúng tôi chuẩn bị rất đầy đủ. Và ngay cả trước khi đi thi, mình thuê xe để đưa các em đến. Bởi vì hiện nay chúng tôi đang phân vân là không biết là Sở Giáo dục sẽ phân công cái điểm thi đó, cái điểm thi là nó có tập trung hay không. Vì trước đây có năm thì chúng ta chỉ thi có 2 điểm thôi, toàn bộ học sinh thi có 2 điểm trường thôi. Nhưng có năm nó thi tới 11 điểm trường. Có khoảng cách 100 học sinh mà đưa đi 11 điểm trường rất khó khăn quý vị. Quý vị tưởng tượng rằng đi vòng khu vực Tân Phú, chưa kể là chạy ra tới quận 5 tuốt ở ngoài Nguyễn Tri Phương luôn, mà có một đứa, hai đứa như thế, thầy cô cũng phải đưa đi đón về, rất cực. Chính vì thế cũng nói với phụ huynh lớp 12, thực sự chúng tôi hết sức quan tâm và chăm lo cho các em đến nơi đến chốn. Ngay cả trước khi đi thi, các em cũng chuẩn bị mỗi một học sinh một cái bọc riêng, bỏ thẻ dự thi, rồi giấy chứng minh nhân dân, tất cả mọi thứ. Trước khi đi kiểm tra, đi về kiểm tra có quên chưa hay là như thế nào đó, tất cả mọi thứ chúng tôi đều phải lo. Thì nói như thế để phụ huynh an tâm trong vấn đề đưa đón, rồi rước các em học sinh, thậm chí chưa về ở đây ăn cơm xong rồi nghỉ ngơi, thầy cô kêu dậy cho chắc ăn, chứ để rồi các em nó đi thi, nó về nhà nhiều khi nó lang thang rồi nó trễ giờ nó lại không thi được. Và những cái điều đó chúng tôi cũng hết sức là quan tâm. Do đó phụ huynh một lát nữa, đặc biệt là phụ huynh khối 12 lên cùng với giáo viên chủ nhiệm, chúng ta thống nhất vấn đề này để nhà trường chúng ta có cái kế hoạch chúng ta lo. Riêng khối 10, khối 11 thì chắc chắn rằng sang năm sau thì có một cái số về thay đổi. Thay đổi thứ nhất là trường sẽ tăng cường, trước hết là theo quy định của sở, theo quy định của sở số tiết quy định. Bây giờ thì nó hơi khó quý vị, tức là dạy lố số tiết đó thì lại sở xuống kiểm tra rồi bị phạt và đủ thứ. Chính vì thế chúng ta sẽ thay đổi một số vấn đề trong phần báo biểu, và trong đó chúng ta sẽ lồng vào những cái kỹ năng sống, câu lạc bộ để cho các em vừa học vừa vui. Như quý vị biết đó, thì năm nay chúng ta cũng đã lồng cái kỹ năng sống rồi, tức là những kỹ năng sống sẽ dạy cho các em biết lễ phép với cha mẹ, biết quan tâm đến mọi người hơn, có trách nhiệm hơn trong cái việc học của mình,
trong việc phụ giúp gia đình ở nhà vân vân. Chúng tôi cũng tạo điều kiện cho các em nói, các em hiểu, các em biết, nhằm giúp cho các em càng ngày chúng ta có một cái cách nhìn có trách nhiệm hơn đối với gia đình, đối với nhà trường. Rồi năm nay chúng ta cũng sẽ thành lập thêm một số câu lạc bộ, ví dụ như phụ huynh thấy hồi nãy, câu lạc bộ chúng ta nhảy cha cha chẳng hạn, đó là cái thành quả các em tập được một tuần rồi đó. Một tuần mà các em chúng ta thấy chúng ta biểu diễn như thế, nhiều khi các em cũng cảm thấy thích. Nhưng cái đó, ngoài cái mục đích là các em vui, chúng tôi còn tạo điều kiện cho các em vận động nữa. Tức là nhảy như vậy để là một vận động. Mai mốt khi mà chúng ta đã thành tổ hết rồi, thì cái giờ ra chơi chúng tôi sẽ tổ chức 5 phút mở bài hát cho toàn trường chúng ta nhảy cha cha rồi là nghỉ ngơi. Cái đó là hình thức vận động cho các em thôi, để tránh các em tù lì trong cái sinh hoạt. Giúp các em vận động, chúng ta có một cái thể lực tốt hơn. Rồi ngoài ra, những câu lạc bộ, ví dụ như chúng ta thấy là trường chúng ta năm rồi tổ chức cái câu lạc bộ guitar đó, thì có một số em, cả nam lẫn nữ, đều có cái biết được đàn guitar. Chúng ta cũng, các em thấy là các em được biểu diễn, được ca hát. Ngoài ra các em còn có chơi bóng đá, bóng rổ, bóng bàn. Ngoài ra rồi các em sẽ tập thêm một cái số cái khác nữa, ví dụ như võ thuật chẳng hạn, võ tự vệ chẳng hạn. Ở trường chúng ta cũng tạo đủ điều kiện cho các em chơi hết. Các em còn được rèn luyện, ví dụ như chúng ta trao đổi, học giao tiếp Anh văn với người nước ngoài, hoặc là cái ngày thứ bảy, những em nào mà cảm thấy yêu thích đó, thì có thêm một cái câu lạc bộ nữa, đó là học toán bằng tiếng Anh. Tức là cái câu lạc bộ đó các em thích, các em học toán bằng tiếng Anh toàn bộ luôn. Tức là để cho các em làm quen, nghe, hiểu. Để làm gì? Chúng tôi cái mong muốn của chúng tôi là các em hòa nhập. Sau này khi các em lớn lên, tốt nghiệp phổ thông trung học, lên đại học, các em không ngỡ ngàng với tiếng Anh nữa. Vì đây là cái giống như là cái bài hiện nay là cái tiếng Anh rất cần thiết. Chính vì thế chúng tôi tạo đủ điều kiện để cho các em hoạt động. Thế thì hiện nay thì như quý phụ huynh đó, sau khi cái khối 12 thi kết thúc, tức là vào cuối tháng 6 rồi, thì các em khối 10, khối 11 sẽ nghỉ hè từ bắt đầu ngày hôm nay cho đến ngày 1 tháng 7, tức là 5 tuần. 5 tuần đó thì phụ huynh cũng giúp chúng tôi cái này. Thứ nhất là nếu có tổ chức cho các em đi du lịch, đi chơi, đi về thăm gia đình, thăm ông bà gì đó, thì cố gắng sắp xếp trong cái thời gian này để không ảnh hưởng đến vấn đề ôn tập rèn luyện cho các em trong cái năm học mới. 1 tháng 7 chúng tôi sẽ nhập học toàn bộ tất cả các học sinh khối 10, 11. Vì khối 11 đã bắt đầu lên 12 rồi, mà lên 12 rồi thì chúng tôi dự kiến là sẽ kết thúc chương trình vào tháng 3. Thì nó có học sớm như thế thì nó mới kết thúc được. Và cái thời gian từ tháng 3 tới tháng 6, toàn bộ chúng tôi sẽ tập trung vấn đề rèn luyện và ôn luyện cho các em trong vòng có 6 môn thôi. Thì như vậy về chất lượng chúng tôi nghĩ là nó sẽ đảm bảo hơn. Trong thời gian 5 tuần như thế này, các em không được học, không được rèn luyện, không được gì cả. Chắc có lẽ là kiến thức nó cũng quên nhiều lắm đó. Do đó thì phụ huynh giúp cho vấn đề này, thỉnh thoảng nhắc các em nó ôn lại, đọc lại cái toán chẳng hạn, đọc lại tiếng Anh. Vì bây giờ nếu từ vựng mà chúng ta không ôn là quên hết. Giúp chúng tôi vấn đề này. Rồi, sau khi mà các em vào trường, chúng tôi sẽ tổ chức ôn tập. Và ôn tập như thế thì chúng ta sẽ có cái kiểm tra, và kiểm tra để xếp lớp. Và cái này nó rất quan trọng. Bởi vì xếp lớp đúng trình độ, học sinh giỏi hay là khá thì qua một bên, học sinh trung bình một bên, để làm gì? Để chúng ta nâng tầm những các em trung bình này lên. Chính vì thế
mong phụ huynh ủng hộ trong cái việc học sinh bắt đầu 1 tháng 7 chúng ta sẽ nhập học. Thì trong 1 năm qua như quý vị đã thấy đó, thì nhà trường chúng tôi cũng hết sức là cố gắng mọi việc để làm sao giúp cho các em nó có một kiến thức nhất định, có một cái trình độ nhất định để các em đảm bảo trong vấn đề kiến thức từ 11 lên 12 cũng như từ khối 10 lên lớp 11. Và năm nay thì đặc biệt là học sinh của trường chúng ta nói chung là rất ngoan. Học sinh rất ngoan và trong 1 năm học vừa qua thì không xảy ra cái chuyện gì. Các em bây giờ thì bắt đầu gặp mọi người, gặp thầy cô, gặp người lớn, biết chào hỏi, biết xin lỗi, biết cảm ơn, vân vân. Tất cả những cái đó chúng tôi đã rèn luyện học sinh cả năm nay. Và do đó thì phụ huynh cứ yên tâm, vấn đề ở chỗ là càng ngày thì rèn luyện cái kỹ năng sống các em càng nhiều hơn. Ví dụ biết lượm rác, bỏ rác đúng chỗ vân vân, để làm cho các em sắp xếp có cái cách nhìn làm sao. Đặc biệt là vấn đề sau khi hè, tức là hè này về xem coi nó có phụ giúp và mình được cái gì hay không nữa. Tức là ở nhà nhiều em nó không có quét nhà quét gì, vô đây phải quét lớp à, tức là phải làm những công tác vệ sinh như thế. Và như nãy giờ chúng tôi đã nói đó, thì cái trao đổi cụ thể sẽ là giáo viên chủ nhiệm. Và tôi mong rằng phụ huynh sẽ tận tình góp ý cho nhà trường những cái gì cần thiết cho sự phát triển sau này. Một lần nữa cảm ơn quý phụ huynh đã quan tâm gửi con em mình ở trường trung học phổ thông Vĩnh Viễn này theo học trong những năm vừa qua. Và cũng mong rằng phụ huynh sẽ tiếp tục ủng hộ nhà trường trong những năm học tới, vì sự tiến bộ của các em, vì sự phát triển của nhà trường. Và tôi cũng xin chúc phụ huynh thật nhiều sức khỏe, thật nhiều thành công, và cũng chúc một cái buổi họp cùng với lớp thành công tốt đẹp. Xin trân trọng kính chào.